Rồi đi vòng cho đỡ nhức đầu các bạn ơi. Cái văn phòng nhìn thấy đã chưa? Làm rất rất là lâu luôn rồi, bây giờ vẫn chưa xong luôn. Nào đặt đeo khẩu trang nữa. Hả? Ủa đâu mất mớ gì đâu, tự nhiên. Ủa trên đây xong chưa anh? Cái kiến này xong chưa? Chưa hả? Còn... đâu liên quan gì nhau đâu đúng không? Ủa cái kiến đó là tráng ở bên trong á hả? Tráng bằng cái gì? Tráng bằng cái gì mà nó bạc bạc như vậy? Hả? Cái gì chứ? Hai miếng nó ghép lại. Hai miếng ghép lại hả? Nhưng mà ở ở trong nhìn nhìn trong thấy. Kính mà. Ý là ở, người ở trong đứng thì thấy mà người ở ngoài không thấy. Không, ý là em nói mấy cái kiến cửa sổ nè. Kiến cửa sổ nó dán kính mờ. Kính mờ hả? Dán giấy mà giấy nó mờ vô đâu thấy được. Dán ở trong á hả? Ừ. Rồi giờ cái này là dẹp hay làm cái gì vậy? Ha. Mốt xong rồi dọn cái đống này nữa hả? Bán à? Ha ha ha. Mẹ này mình bán được không? Ý là dọn là bán á hả? Bán được dọn á. Không, ý là em hỏi vậy hay là để là dục rác? Sao lâu chứ ta? Lâu quá à. Làm gì đâu mà lâu, thiệt là lâu luôn. Tấm gạch rất là bự, nguyên một cái đống thuốc rồi của ai văn phòng có kiến luôn. Trời ơi. Tùm lum tá la hết luôn. Rên. Wow. Chà nhám. Thank you.
là cái xưởng rồi các bạn. À, bữa nay bắt đầu nay có hàng rồi nè. Đi qua phía đi coi.